Just take my hand. You 와서 용기 내. You 기다리는 내. When more than me. Yeah, I'm ready. Hello mọi người, mình là Mina đây. Và trong video này sẽ là tập 2 trong chuyến đi Hàn Quốc của mình, Korea Vlog Episode 2. Trong video này thì Mina cũng sẽ dẫn mọi người đi theo 6 ngày tiếp theo của Mina ở Hàn Quốc. Nào là đi cà phê này, đi ăn này, xong rồi còn diễn hanbok để đi chụp hình nữa. Nên là nếu mà sắp tới mọi người có ghé Hàn Quốc thì chắc chắn là hãy lấy hết sổ ra để có thể ghi chép những cái nơi mà Mina sẽ đi nhá. Let's go. English? Yeah. Oh yes. Tụi mình sẽ uống 2 caramel macchiato và 1 bánh castella. Đây là những thứ tụi mình đã mua mọi người. Lát nữa về uống. Và đây là caramel macchiato mà mình đã gọi này. Có rất ít đá. Không, thực ra cũng không cần phải thắc mắc nhỉ. Tại vì càng ít đá thì có nghĩa là càng được nhiều sữa và càng có nhiều cà phê. Và đây là outfit của ngày hôm sau. Bây giờ thì Mina sẽ bắt taxi để có thể đi ra chỗ ăn trưa. You know this ain't the time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about you. 감사합니다. Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이시고 기대만 하는 것도 난 늘어. Mina mặc nguyên một set đồ của Persimmon luôn mọi người ạ. Mina rất là thích cái áo sơ mi ngoài ấy. Tại vì hôm nay thì trời cũng rất là lạnh. Bây giờ thì cũng khoảng 15 độ C. Hai bộ này chụp hơi lâu nên là mình đang chờ. Baby can't you come with me? Can't you hold my hand and lead? 근데 있잖아 너라면. Đây có mấy em bé cũng rất là xinh luôn. Là Mia vừa tới Gigi. Hey stop 참 무책임해. 왜 자꾸 들었다 놨다 해. 헷갈리게. 친절은 사양할게. 오해하게 하지 말아요. 나를. Yeah. 들어봐. 안돼요. 무의미한 말에 자꾸 내 맘이 설레요. 그래요. Và tụi mình đã gọi một latte nóng. Chị order một cái trà detox. Thế nên là bây giờ mình sẽ ngồi đây uống và chơi một chút. Rồi sau đấy thì sẽ đi qua bên chỗ bạn mình ăn luôn. You didn't study the same class with him, right? Yeah, I think so. Đã đến được cái quán ăn uống rồi mọi người này, nó nằm ngay đây. We'll take this one. Cheers. Can you say xin chào to my camera? Xin chào. Okay. Xin chào. So when we came to the bachelor, I studied with you in the business. Better than my expectation.
Good morning mọi người, hôm nay thì tụi mình đã đến một nơi để thuê hanbok. Hôm nay trời rất nắng và tụi mình có đặt lúc 1 giờ chiều. Is it suit with my outfit? Yeah. Tụi mình vừa mới thay ra hanbok này mọi người. Và đây là bộ hanbok mà Mina đã chọn. Và kiểu tóc nữa này, với cái bộ đồ màu hồng như thế này thì làm tết tóc thế này thì nhìn nó sẽ rất là thanh khiết và nhìn rất là đơn thuần ấy, kiểu con gái Hàn Quốc ngày xưa. Thế nên là Mina đã chọn làm kiểu tóc này. Sau Covid ấy mọi người, thì ở Hàn Quốc ấy, kể cả đi đâu cũng phải book nhá. Rồi đi ăn brunch này, đi uống nước. Và đặc biệt là đi thuê hanbok này, nếu như mà mình book ấy, thì tới nơi sẽ chỉ kiểu vào và làm hết thôi. Nên là Mina cũng recommend mọi người là hãy book trước khi mà đến nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm chỗ ăn trưa để ăn. I want coffee. Coffee. Then latte, right? Latte. Hot latte. Hot latte. Tụi mình vẫn đi tìm quán ăn tiếp mọi người ạ. Tại vì vừa nãy ngồi ở quán Dot the Butcher kia ấy, nó không có cà phê, thế nên là tụi mình không thể nào ngồi đấy được. Ơi, quán này tên là Salt House Deli, nằm ở trên này đấy. Thế nên là bây giờ mình sẽ vào. Có tên là Songhyeon. Và ở đây thì người ta đã không mở ra rất là lâu rồi, nhưng mà trong thời gian gần đây thì người ta mới mở ra. Mọi người thấy không? Một cánh đồng hoa rất là đẹp luôn, rất là nhiều hoa. So pretty. Mina với Shin đang chờ để chụp ở chỗ đằng sau này. Beyond the ghost, we stand on the opposite shore. Hello motor, I reach through mysterious ceilings, my holy hope. Có hai cô rất là tốt bụng luôn, bảo là sẽ chụp hình cho Mina và Shin. Xong Shin kiểu Shin đưa điện thoại cho hai cô ấy. Xong hai cô ấy bảo là đi ra đằng kia, đi ra đằng kia đi, để cô chụp hình cho. Xong cô chụp hết góc này sang góc nọ luôn. Hai đứa mình mặc đồ y chang nhau luôn. Thế là lúc mà tụi mình đi đường ấy là có rất là nhiều khen hai đứa mình đẹp nhá. Kiểu người ta bảo là mỗi lần đi ngang qua người ta quay lại, xong người ta bảo là Yeputa, Yeputa. Xong Mina bảo là Kamsumita, Kamsumita. Và bây giờ đã là 6 giờ tối rồi, nên là Mina sẽ gửi trả lại bộ đồ. Và đây là chỗ mà Mina đã mượn này mọi người. Nếu như mà ai có quan tâm thì có thể tới đây nhá. Right here. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn tối ở một quán tên là Oreno Ramen. Có một line rất là dài và tụi mình đang đứng chờ. Xin chọn này, Mina chọn này. Menu를 선택하시.
doesn't even make sense what I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. Ở chân cái chân ấy, con sông này thì người ta có nghệ sĩ hát ở đây. Và anh ấy đang hát live luôn mọi người. Ở đây nghe đây này. Mời chào buổi sáng. Bây giờ thì Vina sẽ đi ăn sushi vào lúc 12 giờ trưa. Vina vẫn cầm ly cà phê của mình uống buổi sáng để có thể đi nhanh chứ. Ở trong này là có một quả tên là phích nè mọi người. Với cả có những cái miếng hem ở trên. Còn ở bên này là một món khác. Vừa mới ăn xong rồi mọi người ơi. Thực sự thì hôm nay quán làm đồ ăn rất là ngon, rất là tươi. Đây là một cái nhà hàng về sushi. Dân du lịch ý chắc là sẽ không có biết để tới được đây đâu. Nên nếu như mọi người có xem video của Mina và thích những cái quán như thế này ấy, kiểu phục vụ cho mình từng món một thế này, thì chắc chắn là hãy thử đến đây nhá. Đây là cái logo nè. Và đây là quán của họ, mọi người có thể tìm tới đây. Và đây là con đường. Bây giờ thì Mina đang đi về nhà. Và nó đang hơi lạnh một chút mọi người ạ. Thế nên là tụi mình hãy tìm đường về nhà nha. Halloween của Harry Potter này, kiểu rất là nhiều lắm ấy. Xong rồi đây, đứng thế này. Khi mà vào tiệm này mọi người, là mọi người sẽ cần phải trả tiền trước, rồi sau đấy thì có thể thử ba cái bộ đồ và chọn một trong ba bộ đồ đấy. Nếu như mọi người kiểu mặc xong mà không ưng ấy, thì người ta có thể trả lại tiền cho mọi người. Thì tụi mình sẽ đi Everland, là cái nơi mà mọi người hay tập trung vào để chơi Halloween ấy. Đầm mà Mina có mang theo ở đây. Và Mina sẽ mượn cái găng tay để làm phù thủy. Chắc là cái găng tay đấy khoảng 3.000 won. À, the witch. Là giống như là Blood City, là kiểu đất máu me. T-Smash là để chơi roller coaster, chơi kiểu đu lượn ấy. Đấy, mọi người nghe thấy tiếng không? Yeah. I like it. Yeah, yeah. Mina đang tới được chỗ Blood City rồi mọi người ơi. Và ở đây kiểu nãy giờ có rất là nhiều zombie nó chạy xung quanh ấy.
đã chơi xong ở Everland rồi. Mina ước gì là Mina có thể tới đây từ sáng sớm luôn để có thể chơi được nguyên một ngày. Nhưng mà tới bây giờ là cũng đã là gần 9 giờ tối rồi và đây là cái đường mà tụi mình đang đi ra. Bây giờ là gần 1 giờ sáng rồi và Mina và Shin 7-Eleven. What will you eat? Mọi người ơi, một chút update là bây giờ thì tụi mình sẽ tới Gangneung trong khoảng 2 tiếng. Thì có nghĩa là khoảng 4 giờ chiều tụi mình sẽ đến khởi hành rồi mọi người. Thì tụi mình sẽ ăn burgers mà nãy Shin có mua. Và thêm đường rồi. Nhưng mà Mina không biết là tại sao cái size nó hơi nhỏ. Nãy Mina cũng có định bảo với chị ấy là cho Mina size to, nhưng mình hình như là chị ấy không hiểu. Thế nên là Mina mua size nhỏ thôi mọi người. Bây giờ thì Mina đang chờ để đi sang đường. Nó đang đèn đỏ ấy. Và lý do mà Mina rất là thích ở đây là bởi vì Mina rất là thích xem phim Goblin. Và ở một cái khung cảnh ở đây được quay một cái đoạn rất là nổi tiếng ở trong phim ấy. Mina sẽ để nó quanh đây cho mọi người xem nhá. Và Mina thực sự rất là muốn tới đấy để xem và muốn chụp hình ở đấy nữa. Nên là Mina sẽ dẫn mọi người đi theo với Mina và Shin. Yay! 아름다운 그대와 단둘이서. Đây là phòng mà Mina vừa mới check in xong rồi mọi người. Mình cũng vừa mới cởi giày ra và thay dép. Đây là giày của hai đứa mình. Và đây là cái gương. Sẽ là phòng khách này. Kiểu rất là xinh luôn ấy. Và đây là cái view. Phòng bếp. Thực ra thì Mina cũng không nghĩ là tụi mình sẽ nấu ăn gì ở đây hết. Và gương và cũng như là khăn tắm ở đây. Đây là phòng ngủ lớn nha mọi người. Một có hai cái giường twin. Còn ở trong này là một cái wardrobe closet để có thể thay đồ và cũng như là treo đồ, những cái đồ nào ấy. Và đây là outfit mà Mina vừa mới thay ra pack bộ này theo ấy. Thì bé chị ấy có hỏi Mina là ủa cái này là em tưởng chị pack chăn mền theo để đắp cho đỡ lạnh trên máy bay. Xong rồi nó mới kiểu oh no, cái này là
vải của người ta như vậy đó em. Và người ta cắt theo cái shape của trái tim này. Và đây là một cái brand mà dạo gần đây Mina cũng vừa mới biết ấy, và Mina rất là thích cái style của brand. Mina sẽ để cái tên ở đây nhé. Titanic. Mình đã ăn xong thì mình đã có ghé vào một cái tiệm cà phê này, hình như là tên là Cafe and Dessert Paradise. Trên sân thượng có mấy cái nhà thế này để ngồi nha mọi người. Ngồi cũng vui, tại vì hôm nay mình đã đi nhiều ấy. Thế là nó bị cà chảy máu một chút. Been wanting for more. Caught me at first sight. I know that I could be the one to change your life. Worse off or better. Pardon me, where are my manners? It's a pleasure to meet you. Can't help it, in my eyes.